Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục với ngữ pháp N danh từ nhưng mà là có y cư chơ ở phía trước đó là cái danh từ này, cái danh từ kia, cái danh từ đó. Ngữ pháp này chúng ta sẽ học ở bài số 7 giáo trình tiếng Hàn Seoul 1A. Y cư chơ gắn sau danh từ để chỉ rõ vị trí của danh từ này, là y dùng khi nói người hoặc vật ở gần người nói. Cư là đó dùng khi nói người hoặc vật ở gần người nghe. Chư dùng khi nói về người hoặc vật xa cả người nói và người nghe. Có nghĩa là kia. Ví dụ ở đây y Saram là người này. Cư Saram là người đó. Chô xích tăng là nhà hàng kia. Y cư chô dùng trước danh từ. Ví dụ. Y cà vang. Chô xích tăng. Y Salam. Thì chúng ta có các ví dụ như sau. Y cà vang y. ma eo. Cái cặp này giá bao nhiêu tiền. Cư cà vang ơn. eo. Cái cặp đó. Giá 30.000 won. Cho dịch tăng ưm sĩ kỳ, bà Cái món ăn ở nhà hàng kia có ngon không? Y sa ra Người này là ca sĩ Hàn Quốc. Cư cũng được sử dụng để chỉ người hoặc vật không có trong tầm nhìn hoặc đã được đề cập trước đó. Ví dụ hai bạn đang nói về cái cặp nhưng mà không có ở đây ở chê, cà bà ngân, sát sồi ồ Tức là đang nói về cái cặp mà hôm qua bạn này, bạn bạn nam bạn mua Cứ cà bà ngân cái gì đó, cái cặp đó như thế nào, như thế nào đó Và cứ cà bà ngân nói về cái cặp đó Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa Hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc so.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa, trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sukohasotsumida, bye bye.